20. Đây là chương trình văn nghệ nhằm thay lời cảm ơn của những học sinh đối với thầy cô giáo đã tận tình dạy dỗ, và cũng là cơ hội để các bạn học sinh có thể bộc lộ khả năng múa hát của mình. Trong chương trình tối nay có sự góp mặt của quý thầy cô và các bạn trong trường Trung học Phổ thông Vị Thanh, và đặc biệt là sự góp mặt của ban giám khảo. Sau đây em xin giới thiệu thành phần ban giám khảo gồm có thầy Võ Thanh Sơn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường; thầy Triệu Hoàng Tú, Phó Bí thư đoàn thanh niên; thầy Huỳnh Chí Thức, Tổ trưởng Tổ giám thị; cô Trương Thị Bích Liên, giáo viên tiếng Anh; thầy Đoàn Chí Linh, giáo viên tổ toán tinh; cô Lê Thị Thu Giang, trưởng ban văn nghệ báo chí. Và một lần nữa, nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô và các bạn đến với đêm chung kết hôm nay. Sau đây là phần thi diễn đầu tiên. Tiết mục Người lái đò thầm lặng của bạn Nguyễn Thị Kim Yến, lớp 10A11. Tiết mục Chuẩn bị cùng anh tiến quân trên đường dài của bạn Nguyễn Thanh Tài, lớp 12A8. Nhớ là vừa đàn hát luôn hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Của nhau anh đón đưa em về nhà.
chân tư bài đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà. Ngày nay người này có anh vẫn bơ vơ sầu đau, người này có anh quên phố ta yêu lần đầu chân ướt bạc màu, người này có cười như sương khói sau chuyến tàu. Yeah.